xin kính chào toàn thể các bác trên khắp mọi miền quê hương đất nước Việt Nam của bạn bè Nam Châu quốc tế. Trước mặt các bác đây này, em có một đôi loa bass 40 trung 25 và tép kèn thiết kế theo mẫu của 935. Đấy. 935 nha các bác nhé. Hàng này là trước là nắp lên dung chú, sau là sửa lại thùng. Cái này là sơn sần cát nhá, thùng bây giờ đang là sơn sần cát này. Để nó bám nhiều bụi bẩn, ông để trong kho hàng, kho đồ đám cưới các bác ạ. Đấy. Ông chú em đang dùng mấy đôi súp kép và vài đôi súp đơn, cộng với đó là vài cặp loa gióng theo tiêu chuẩn do bên em kiểm định. Thì cặp loa này sau này là không phù hợp nữa, bởi vì con này nó chỉ phù hợp với các không gian nhỏ và vừa, không yêu cầu công suất lớn, thì yêu cầu là chỉ cần một cặp này thôi với một cặp súp đơn nữa là đánh được. Thì sau đó ông không có nhu cầu sử dụng nữa. Thứ nhất là cồng kềnh, thứ hai là cũng khá là nặng nề. Thời gian chuyển sang là loa đồng trục 30, hai bát 30 đồng trục. Đấy. Cái loại thì kinh rồi các bác ạ. Nên là cái đôi này ông không sử dụng mà bán nữa. Không sử dụng này bán, bây giờ em đang bán với các bác là 7 triệu giá tại cửa hàng nha các bác nhé. Con này là bát 40. Cái này trước thì em có làm video giới thiệu về phân tần của cái loa này rồi. Thì bây giờ là em sẽ cho các bác xem cái phần cụ loa và một chiếc kia thì lát nữa cũng tháo nó ra cho các bác cùng xem. Thì là 7 triệu một đôi nhá, giá tại cửa hàng. Giá đó là em có một tí gọi là tiền công thì nóng bìa thôi. Các cái này em sẽ vệ sinh sơn sửa lại bằng sạch cho nó đẹp. Đấy, ví dụ bát bụi bẩn hay là nó bị nòng nẻo linh kiện phân tần hay là cụ loa nó như nào là em có trách nhiệm phải làm. Phát sinh chi phí là chủ hàng phải chịu, tức là tất tần tật ngon lành cho các bác là có 7 triệu thôi các bác nhé. 7 triệu thôi. Cặp này các bác mà làm tiệc cưới vừa vừa nhỏ nhỏ mà đầu tư loa, không thích loa mới chơi hàng gióng thì đây là sự lựa chọn của các bác. Đấy. Thùng này sơn sần cát nhé, sơn hạt cát. Đấy. Trước là thùng đĩa, sau là bắn lại thành hạt cát, cũng khá là đẹp. Đấy. Dưới thì có một cái lỗ cọc kìa. Đấy. Chiếc này thế. Thì bây giờ anh em là đang tháo ra cho các bác xem nhé. Đây phần cụ bát này 340 tới 200. Đây cái màng của nó này, 340 bụi. Đấy. Màng bán bụi. Đấy. Và đây là củ tép. Tép này tép bãi. Tép này là T12HF44, 36W, 1,2kg đến 18kg, nhạy 105dB. Còn đây là cổ loa Midram của Nhật. Cổ này thì đã bị gắn lại 5 châm rồi. Đấy, sô tử. Con này là 40W, 8 ohm. Đấy. Đó. Đây. Còn trong đây là cái phần tần mà đã lâu em có thiết kế chỉnh sửa lại cho ông chú. Đây các bác nhìn thấy luôn. Đây là phần tần nọc cho bass. Còn cạnh đây là nọc cho chung với tép. Đấy. Đây, trong đây là chung với tép. Nó chung đây, có dây nó luồn trong góc này đi ra. Rất nhiều bông nhá. Trường âm con này đánh tiếng khá là hay. Đấy. Các bác nhé, nếu các bác nào quan tâm đến mẫu này thì alo trực tiếp cho em. Thì bây giờ anh em là sẽ tháo ra tất cả cổ loa thì như nhau nhé. Cái họng kèn này nó bị vỡ này thì em sẽ kiếm cái họng kèn em thay vào. Còn cổ loa con áo nó bị lỗi thì em sẽ xử lý luôn. Giá này là giá thanh lý bán hộ, không lãi được nhiều đâu. Thì lãi được gọi là tí tiền đóng bìa mới sơn lại thùng luôn. Xin của các bác 300.000 không biết là có đủ không. Đấy, về chi phí hoa sinh nhà tép này nó bị thế nào thì em sẽ báo luôn với chủ hàng. Đấy. Đến tay các bác là phải ngon này. Báo cáo với toàn thể các bác là hàng đây nhá. Chỉ lát nữa là em sẽ ngày mai hoặc ngày kia em sẽ test thử cho các bác cùng xem. Bây giờ là tháo xong hết rồi, chúng ta cùng mở cụ loa ra cho các bác cùng xem nhé. Còn con ốc này rất là nặng. Nặng thế nhỉ. Đây là cổ loa chung này. Đấy. Ê, bát này bát gì nặng thế nhỉ? Nặng quá. Đây là phần cổ loa các bác nhé. Chứ còn lại đây. Bát đây, series của bát là 151869. Đấy. Con này cũng 151869 này. Còn bát này bát xịn ngày xưa này. Bát này nếu mà trên thị trường thì các bác mua cũng chỉ tầm hơn 2 triệu tí thôi, là đắt lắm rồi. Còn bát này vẫn nguyên zin, chưa có làm lại, bát xịn ngày xưa nhé. Bát này là bát cao cấp Trung Quốc loại 1 ngày xưa đấy. Anh em có thể gọi là hàng bãi, bát bãi xịn. Đấy. Con này thì tiếng nó rất là hay. Đấy.
Con này tiếng rất là hay. Xịn ngày xưa với xịn bây giờ nó khác nhau hoàn toàn. Đấy nhá, tháo tung rồi nhá. Đấy, thì bây giờ em sẽ vệ sinh sơn trở lại thùng. Sau đó này em sẽ test nhạc lên mà các bác cùng nghe sau. Đây, thùng đây, bên trong nó có bông tiếc đầy đủ. Thì sẽ nhấc cái bát này ra, sau đó là sơn trở lại thùng. Đấy. Thùng bên trong đây. Các bác nhìn đây. Bát màng màu hanh hanh vàng nhá. Con này đây tiếng khá là hay. Tiếng bát khá là hay, nực chắc. Ok các bác nhá. Xịn không? Trông như cái hoa.